Xin chào mọi người. Tận dụng ngày nghỉ duy nhất trong tuần, hai vợ chồng mình đã bút vé đi chơi thuyền trên biển, ngắm hoàng hôn và ăn buffet seafood buổi tối. Đây là cái đường mình đã đi xuống cái thuyền nè mọi người ơi. Sau khi đi qua hai cổng soát vé thì cuối cùng thì chồng mình cũng đã vào được thuyền rồi nè. Thuyền này sẽ cập cảng ở Darwin, khởi hành lúc 6 giờ và cập bến lúc mà đi về là khoảng 8 giờ rưỡi. Cho nên tụi mình có 2 tiếng rưỡi để lên trên thuyền ngắm hoàng hôn và ăn buổi tối. Khi mà thuyền đi được khoảng 1 tiếng á, thì trong người mình cảm thấy chóng mặt với buồn nôn. Thì lúc đó mình nghĩ là do chắc mình chưa ăn nên mình bị say sóng. Nhưng mà sau khi mình ăn xong rồi đó thì mình mới bắt đầu cảm thấy ói. Và cuối cùng là mình ói tới 5 lần. Lúc này là mình với vợ mình đi xung quanh cái tàu để chụp hình nè. Đây là sân thượng của cái tàu đây. Cho Quỳnh giống như là một vùng quê vậy đó. Nó buồn chán hơn mấy cái thành phố khác ở Úc. Nhưng mà được cái là ở xinh xịt, cái hoàng hôn đó rất là đẹp. Sau 2 tiếng rưỡi mình ói 5 lần thì cuối cùng thuyền cũng cập bến để mình về nhà rồi nè. Thật là một chuyến đi bão táp nhưng mà cũng thú vị và vui lắm. Clip của mình tới đây là hết rồi. Chào các bạn và hẹn gặp lại nha. Enjoy!